đi hết thì chúng ta sẽ gặp cậu bé Sushi Đăng Khôi. Wow, một tràng pháo tay thật lớn dành cho cậu bé Sushi Đăng Khôi với rất là nhiều tài năng nghệ thuật hôm nay. Và em trai Sushi Đăng Khôi và em trai nha. Yeah, em trai rất là đẹp trai. Em trai tên gì? Siro Khôi Nguyên. Sushi Đăng Khôi và Siro Khôi Nguyên. Ủa mắt lên ngạc nhiên chưa?
Chủ chủ nhân đi sổ tòa nhà. Wow, và bây giờ là cái gì đây? Cái gì đây? Một cái quạt rất là đẹp. Wow. Wow, biến cái quạt màu đỏ thành màu vàng. Ghê chưa? Wow. Và bây giờ biến lại thành màu đỏ. Màu hồng, trời ơi, màu hồng do ánh sáng đẹp. Rồi. Wow, và bây giờ thì biến qua màu xanh. Ôi, em đừng khóc nhè, hãy thổi một cái đi nào. Thổi đi, hãy thổi một cái. Để xem anh sẽ biến ra gì đây. Thổi, thấy chưa, không chịu thổi. Hãy thổi vô. Đó. Đó. Wow, vỗ tay. Các chú ở dưới ngạc nhiên chưa? Tình Khôi này. Chúng ta sẽ xem hai bạn nhỏ này sẽ làm gì đây nha. Hai đứa tập cho bức Tình Khôi. Và bây giờ vuốt một cái. Úm ba la cà na xí mũi cười. Wow. Bây giờ thì chúng ta đã thành màu sắc rất là đẹp. Chúng ta sẽ cho một tràng pháo tay thật lớn cho hai tay nhắm nhí. Wow. Suri Đăng Khôi và Shiro Khôi Liên. Ngay bây giờ là chiếc hộp thần kỳ. Hãy xem trong cái túi giấy này có gì không. Có gì không ạ? Không có gì hết. Wow, chú Thanh Sang cũng rất là tò mò. Lên xem con trai sẽ làm gì đây. Wow, con sẽ biến ra một quà để tặng cho chú Thanh Sang. Xin nhận con gái yêu. Wow. Wow. Còn có thêm một hộp quà nữa. Wow. Chúng ta hãy cùng kiểm tra xem trong cái lọc giấy này có gì không ạ? Cái lọc ấm này không có gì hết. Đẩy nắp lại. Và bây giờ Suy Đăng Khôi sẽ Úm ba la hồ biến. Vẫn chưa có gì hết. Wow, tuyệt vời. Sao tuyệt vời. Một bạn nhỏ là xuống một lên và lên làm việc áo lục với bạn mình nè. Lên đây, mời con trai lên làm áo lục với bạn cho vui con. Cô Nguyên ơi, đứng qua bên cô Nguyên ơi. Đúng rồi. Yeah. Và bây giờ bạn trai sẽ mở nắp ra. Vẫn chưa có gì hết. Trời ơi, sao lạ thế. Bây giờ nhắc từ tay lẻ mắt. Hồ biến đúng là xì tua. Mở mạnh lên. Mở nắp ra. Mở nắp ra xem. Trời ơi, biến ra còn rắn. Làm hết ồn người ta. Rồi mời bạn bắt tay cái coi nào. Yeah, giờ đây. Wow, vẫn chưa có gì đặc biệt cả. Đúng ra, wow, vẫn chưa có gì đặc biệt cả. Úm ba la đi nào. Oh,
hồ điếm. Wow. Trời ơi, biến cái chổi lông gà thành cái dù. Trời, thấy con giỏi chưa? Mấy chú đâu có làm được, mấy chú vỗ tay cho con đi. Vâng, chúng ta hãy dành cho Selena Khôi và Sino Khôi Nguyên một tràng vỗ tay. Một cậu trợ lý rất là đẹp trai. Còn tiếp một lần nữa không? À dạ hết rồi hả? Lát nữa nhảy nha. Rồi, kính thưa quý vị.